Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa mới ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đến năm 2025. Về lĩnh vực hạ tầng nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành trung ương hoàn thiện thủ tục đề xuất Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương đầu tư hồ chứa nước La Ngà 3, có giải pháp huy động các doanh nghiệp tham gia xây dựng kè biển, bảo đảm tính đồng bộ, mỹ quan, hiệu quả, quan tâm đầu tư nâng cấp các hồ đập, bảo đảm an ninh, an toàn công trình và an toàn nguồn nước, lồng ghép, huy động nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn, đảm bảo việc cung cấp nguồn nước ổn định cho các nhà máy nước hoạt động thường xuyên, cung cấp nước sinh hoạt liên tục cho người dân ngay cả khi hạn hán xảy ra. Triển khai dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có hạ tầng hoàn thiện để kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư sản xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.